Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là trưa ngày Chủ nhật tại Cali ngày 7 Tây tháng 11. Bây giờ là khoảng chừng là 12 giờ rưỡi trưa. Và ở Việt Nam đó, hôm nay đã bước qua tuần mới rồi, có nghĩa là thứ hai ngày 8 tới tháng 11. Thì hôm nay đó, Thuận lại muốn tiếp tục chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật trong điều trình với các bạn. Cuối tuần vừa qua đó, thì cũng không có nhiều những cái thông tin nổi bật nhưng mà Thuận muốn dành mở thời gian để mà chia sẻ một số những cái tài liệu chúng ta cần phải lưu ý đến. Các bạn thấy được là bây giờ đó giá BTC là 62.400 đô thì coi như là cũng khá là ổn định các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua thì giá vẫn tiếp tục xoay quanh cái mức là 61 62.000 mà thôi. Chúng ta nhìn chung đó thì trong vòng 24 giờ qua chúng ta đang nhìn ở trên Coin 360 thì các bạn thấy được là chúng ta có màu xanh không màu đỏ nhưng mà nhiều màu xanh hơn là đỏ và cũng một số đồng à, tăng trưởng thường thấy được là những đồng như là Avalanche tăng trưởng mạnh thường nhớ như là Avalanche đã đạt được cái đỉnh mới gần đây. Đồng AVAX thì để thường xem coi là AVAX bây giờ đứng hạng thứ 13 Và nền tảng này đó, các bạn thấy được là trong vòng 43 phút vừa qua đó Trong vòng một tiếng vừa qua đây đã được cái đỉnh mới là 88 đô, 64 cent Thì bây giờ vẫn xoay quanh cái mức đỉnh mới của cây đồng AVAX này Về Ethereum đó thì bây giờ là 4.600 24 ở trên con lúc mà làm video này đó có nghĩa là chúng ta thì được là 4 ngày trước thì cái đỉnh cao của TVM là 4674 thì TVM cũng lại muốn tăng lên và phá đỉnh cũ lập đỉnh mới và chúng ta nhìn uh, thấy được là rất nhiều đồng đã có cái sự tăng trưởng như là chúng ta nói tới Solana đi Solana bây giờ đã là 248 đô rồi Và cái đây một ngày đó Solana đã đạt cái đỉnh mới đó chính là 259 đô Có thể nói được là BTC đó các bạn thì được là đi hàng ngang ở cái mức là từ 61 tới 62 ngàn trong vòng mấy ngày qua đó Cũng như là chúng ta đã từng chia sẻ là bước đầu tiên thì Bitcoin sẽ tăng Thứ nhì là chúng ta thấy là Ethereum sẽ tăng và chúng ta thấy là Ethereum đã tăng và lập cái đỉnh mới gần đây Và sau đó đó bước thứ ba là chúng ta sẽ được là những cái altcoin lớn sẽ tăng và bước thứ tư đó chính là cái mùa altcoin chỉ cần là chúng ta thấy BTC tiếp tục giữ vững ở những cái mức này đi lên từ từ mà không có những cái sự dao động mạnh thì những cái altcoin sẽ có cái cơ hội dựa theo những cái chu kỳ lịch sử trước đây kế tiếp đó thường muốn chia sẻ với các bạn là một số những cái thuyết À, thú vị đi một số bạn hỏi thường đó ngày hôm qua thường có làm một cái video liên quan đến uh, order chiếc xe tesla model s plus thì ở trên màn hình uh, các bạn uh, thấy được là có những cái chỉ số đó lên xuống những chỉ số như là của Bitcoin, hồi vân vân thì một số bạn hỏi thường là trên cái macbook làm sao để chúng ta có thể có được những cái chỉ số này thì uh, các bạn có thể tải một cái ứng dụng gọi là contact À, thường đã đăng trên những màn soi rồi những mà nào mà con thú mà sử dụng Macbook thì có thể tải đây là ứng dụng miễn phí, các bạn tải về và các có thể lựa chọn các bạn muốn đồng nào hiển thị ở trên cái máy Macbook các bạn à, mà các bạn có thể nhìn thấy được là à, thông tin live thay đổi liên tục một cái à, điều khá là thường muốn chia sẻ với bạn là một điều thú vị đó là thường đã thống kê một số những cái ví dụ thôi bên tay trái đó là ngoài đời bên tay phải là thế giới điện tử và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào một cái hình này đi hình này cũng là của Bibo và hình này đó cái bức tranh này đã được bán ở trên eBay với cái mức giá là 3.500 đô nhưng mà các bạn thì được Bibo chỉ cần là bán cái NFT thôi đã được 69 triệu rồi các bạn thì được bên dưới này đó thuận chỉ lấy một cái mẫu đất cái kali thôi là khoảng chừng là 79.000 đô nhưng mà các bạn thì bây giờ chúng ta mua một cái miếng đất ở trên The đó, đã tới 98.000 đô rồi Các bạn thấy được là các bạn đổ xăng đó, bây giờ các bạn là có chiếc xe đổ xăng là khoảng 61 đô đi đổ đầy bình xăng Mà các bạn thì được là di chuyển token trên mạng lưới của Ethereum thôi đây là 138 đô rồi Có thể nói được là chúng ta đã đang sống trong một cái thế giới video game Thì điều này cũng cho các bạn thấy rõ hơn đó là trên thực tế đó chúng ta thấy được là chúng ta càng ngày càng sử dụng nhiều cái công dụng trong cái thế giới điện tử hơn và đó và lý do tại sao mà thường nghĩ là cái suy nghĩ liên quan tới Metaverse sau này cũng không gì gọi là quá bất ngờ Tại vì thật ra mà nói chúng ta càng ngày càng có nhiều thứ làm ở trên cái mạng điện tử Làm ở trên một cái thế giới điện tử chứ không phải là ở ngoài đời Bây giờ các bạn thấy được nhiều cái ở trong thế giới điện tử nó còn đáng giá hơn là ở ngoài đời nữa nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là cái dự án có tên là Luffy l u f, -F -Y. Đây là một cái token cộng đồng phi tập trung đó đã đăng ký Legal Entity Và chỉ vừa mới phát hành vào tháng 8 này thôi Thì đội ngũ đó phát triển chúng ta bao gồm có CEO, giám đốc điều hành CTO giám đốc công nghệ và COO có nghĩa là cái người mà đứng đầu những hoạt động đó của công ty đó chính là người Đức và CMO có nghĩa là cái người mà đứng đầu của cái bộ marketing là người Việt đang làm việc tại Singapore có tên là Peter Thái Bá Quốc là 26 tuổi là một cái tiến sĩ trẻ ở trường đại học quốc gia ở Singapore. Thì Luffy hiểu đơn giản đó là cái enemy token đầu tiên với cái tham vọng mở ra xu hướng enemy season. Đây là một cái xu hướng mới đã thay cho cách meme token và đưa người hâm mộ anime vào trong thị trường tiền điện tử và sẽ có rất nhiều những ứng dụng ra mắt trong tháng 11 này. Bao giờ chúng ta sẽ nói tới là tháng 1 tháng 12 sẽ có là Luffy Swap, Anime Dex, NFT Marketplace và Open World RPG P2E game và hiểu đơn giản đó thì những sản phẩm này đó Anime Dex là cho phép những nhà đầu tư kiểm tra thông tin chính xác tất cả những cái anime token một cách nhanh chóng. Thứ nhì là NFT Marketplace đây là một cái sản phẩm liên quan đến cái sàn anime NFT đầu tiên cho phép người hâm mộ anime và nhà đầu tư được thể tìm kiếm sưu tầm và bán anime NFT và thứ ba Luffy Swap là cho phép người dùng chuyển đổi giữa hai cái token thông qua bên thứ ba hay còn gọi là cái sàn tập trung và cuối cùng là Open World RPG P2E game đây là một cái game 3D phiên bản alpha sẽ ra mắt vào thứ sáu vào 4 giờ chiều giờ UTC và bản desktop đó sẽ ra mắt vào trong tháng 12 này Người dùng đó mua Luffy có thể là dùng để chơi hay là khi mà hoàn thiện nhiệm vụ sẽ nhận được các vật phẩm hoặc là NFT hoặc có thể bán trong game hoặc bán ở những cái chợ NFT. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái dự án Luffy này thì các bạn có thể tham gia vào Telegram một cộng đồng người Việt Nam hoặc là theo dõi Facebook chính thức của CMO người Việt. Tất cả những link sẽ nằm ở bên dưới cái video này. Nhưng mà nói tới đây đó thì tôi nghĩ là cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ nhất với các bạn đó chính là cuối cùng thì chúng ta cũng nghe được cái thông tin đến từ quốc hội của Hoa Kỳ liên quan đến cái gói hỗ trợ là 1,2 nghìn tỷ. Đây là cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng mà chúng ta đã từng nói tới rất nhiều trước đây. Và lý do sao mà những người liên quan đến crypto lại rất quan tâm đến cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng này là chúng ta thấy được đó là trong cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng này đó có một cái phần liên quan đến crypto thì mỗi một lần đó mà chúng ta thấy là có một gói hỗ trợ được đưa đến quốc hội để mà bỏ phiếu đó thì trước hết đó một câu hỏi là khi mà bỏ phiếu thông qua thì lấy tiền ở đâu để mà thực hiện những cái điều mà đã được nói trong cái gói hỗ trợ này cái bài được là cái gói hỗ trợ này là 1,2 nghìn tỷ đô la và chúng ta cũng nên nhớ là Thượng viện đó đã thông qua cái đây thường nhớ là hai tháng và cuối cùng nhà qua hạ viện đã thông qua có nghĩa là cái hỗ trợ này đó nó đã rất là gần để được thông qua rồi hầu như là cái khả năng thông qua là cực kỳ cao tại vì người cuối cùng sẽ ký đó chính là tổng thống Joe Biden thì khi mà tổng thống ký đó thì cái hỗ trợ này sẽ trở thành luật thì khi mà chúng ta nói tới làm sao mà chúng ta có thêm một hai nghìn tỷ để mà hỗ trợ cơ sở hạ tầng có nghĩa là những cái như là đường hay là trường học vân vân thì à, các bạn thấy là một trong những cái điều được nói đến trong cái hỗ trợ này đó là có thể kiếm thêm 28 tỷ đô la bằng cách là đánh thuế crypto thì ở Hoa Kỳ đó các bạn à giao dịch crypto có lời đó thì đã phải đóng thuế rồi Tại vì bây giờ crypto coi như là một cái loại tài sản dựa theo cục thuế của Hoa Kỳ irs Nhưng mà cái mà được nói đến ở đây đó là hiện bây giờ đó thì mỗi lần mà các bạn di chuyển hơn 10.000 đô đó Thì bây giờ đó là có sàn đã thông báo với lại IIS của sàn là thông Nhưng mà khi mà cái luật này được thông qua đó thì tất cả các sàn đều phải thông báo với cục thuế mỗi lần mà có di chuyển hơn 10.000 đô Nhưng mà không những như vậy đó trong cái gói hỗ trợ này nó có một cái từ gọi là người môi giới thì cái định nghĩa của người môi giới này đó nó rất là bao quát cho nên chúng ta cũng có thể áp dụng cái định nghĩa này cho nhiều cái loại đơn vị khác nhau và một trong những điều mà nhiều người nói tới đây là không phải là ai muốn trốn thuế hết cái vấn đề ở đây đó là nếu như mà cái định nghĩa người môi giới là một cái đơn vị để mà giúp đỡ với cái giao dịch thì có nghĩa là người môi giới không chỉ riêng là sàn sàn đương nhiên là có thể là hợp tác với lại cục thuế để mà cung cấp thông tin và sàn đã KYC các bạn rồi thì điên sàn biết các bạn là ai nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi nếu như các bạn là một người mà chạy những cái máy nô no, hay là các bạn là người tham gia vào staking hay là các bạn là công ty đào bitcoin, ethereum vân vân thì khi mà các bạn tham gia vào những hoạt động đó, đó thì cũng đồng nghĩa là các bạn là giúp đỡ hỗ trợ xử lý những cái giao dịch cũng coi như là thuộc cái định nghĩa người môi giới thông qua cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng này thì các bạn cũng phải có trách nhiệm theo luật pháp là mỗi lần mà giao dịch hơn 10.000 đô thì các bạn cần phải cung cấp cái thông tin đó cho cục thuế của Hoa Kỳ và cung cấp những cái thông tin liên quan như là cái người đó là cái hồ sơ thuế là số mấy hay là còn gọi là cái Social Security Number cái số an sinh xã hội đó thì làm sao các bạn biết được họ là ai? Các bạn thì được là ở trên mạng lưới blockchain, các bạn giao dịch thì các bạn đâu có biết người đó là ai đâu, các bạn đâu có thông tin cá nhân của họ thì làm sao các bạn biết được họ có phải là người Hoa Kỳ hay không? Mà nếu như họ là người Hoa Kỳ thì làm sao các bạn biết được là cái thông tin cá nhân của họ là gì để mà gửi cho cục thuế của Hoa Kỳ? Cho nên điều này là một điều mà hoàn toàn không thể. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn thấy được là trong cái hỗ trời này có rất là nhiều mục khác nhau và À, chúng ta đã từng cố gắng để mà thay đổi định nghĩa người môi giới để có thể là chỉ hạn chế cho những sàn mà thôi nhưng mà cuối cùng cũng đã không thành công thì bây giờ nghĩa là sao bây giờ bước kế tiếp sẽ là gì thì bây giờ đó nếu như mà tổng thống ký cái gói hỗ trợ cơ sở tuần này thì coi như là thành luật nhưng mà hiện bây giờ đó thị trường cũng không có nhiều cái phản ứng lắm mặc dù là có nhiều người cho đây là một trong à, những cái điều có thể khiến cho thị trường này đó, phát triển chậm lại rất nhiều tại vì cái việc liên quan tới thuế rất là phiền phức nhưng mà bây giờ nếu như mà được thông qua đó thì cái ngày mà sẽ có hiệu lực sẽ là năm 2024 theo thuận biết là như vậy có nghĩa là chúng ta còn rất là lâu nữa thì từ đây tới đó nhiều người nghĩ là chúng ta sẽ có khả năng để mà thay đổi cái định nghĩa và thậm chí khi mà chúng ta nói tới cái phần này đó thì đã có nhiều nghị sĩ ủng hộ là thay đổi cái định nghĩa đó chỉ là thời gian gấp rút quá cho nên cuối cùng họ không có thay đổi nhưng mà thu nhớ là cục thuế cũng như là bộ trưởng bộ tài chính cũng đã nói là tuy là viết như vậy nhưng mà họ sẽ hiểu là những cái đơn vị nhưng là những công ty đào thì không thể cung cấp thông tin được thì họ sẽ không có làm khó dễ nhưng mà đương nhiên đây là lời nói của một bên mà thôi chúng ta tiếp tục chờ đợi nhưng mà cho tới bây giờ thì bây giờ có thông qua đi nữa đó thì tài liệu cho thấy được là năm 2024 thì mới áp dụng và bây giờ đó, từ đây đến đó vẫn còn một thời gian rất là dài cho nên nhiều người bây giờ chưa có lo lắng. Đó là điều mới nhất liên quan tới cái gói hỗ trợ này mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Mà tại sao mà rất nhiều người trong thị trường crypto này đó lo lắng. Tại vì nếu như vậy đó, thì những cái công ty đào ở Hoa Kỳ họ sẽ không dám tham gia vào nữa. Tại vì làm sao mà cung cấp thông tin được. Tại vì các bạn chỉ là người xử lý giao dịch trên mạng mà thôi. Các bạn chỉ biết địa chỉ ví, chứ đâu biết họ là ai. Hy vọng là các bạn hiểu cái sự khác biệt này. Tại vì thường biết là nhiều người à, cũng à, hiểu lầm về cái việc là không đóng thuế gì để đóng thuế Đóng thuế đương nhiên là phải rồi tại vì đó là luật của Hoa Kỳ Điều này không phải là liên quan tới chúng ta không muốn đóng thuế Chỉ là làm sao mà những người mà tham gia vào đào Bitcoin, đào Ethereum hay là tham gia vào staking có thể là có trách nhiệm khai thuế liên quan đến là ai giao dịch được tại vì họ đã bị bạn là ai đâu chỉ có sàn mới biết mà thôi cho nên luật này trên căn bản chỉ có thể áp dụng được với lại sàn Kế tiếp đó thì tôi muốn cung cấp một số những thông tin on-chain với các bạn. Thì chúng ta nhìn vào tài liệu Classnode đó, thì tài liệu mà nhiều bạn cũng muốn biết đó chính là đến thời điểm bây giờ đó, chúng ta còn bao nhiêu Bitcoin đang có lời? Thì dựa theo Classnode đó, các bạn thấy được là cho đến ngày thứ bảy ngày hôm qua đó ở Hoa Kỳ ngày 6 tới tháng 11 thì hiện bây giờ đó là còn 94,9% Bitcoin đang có lời. Hôm nay đã tăng lên một chút. Thì thực ra mà nói các bạn thấy được là trong thời gian À, tình hình này đó là chúng ta trở về là khoảng chừng là ngày 10 tây tháng 10 cho đến bây giờ là chúng ta tiếp tục xây quanh cái mức là cái có phần có lời cũng rất là cao. Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái phần mà đỏ này nghĩa là 95% của Bitcoin tính theo Klasno đang có lời. Đương nhiên cái phần trăm có lời càng cao thì cái khả năng chúng ta có thể là thấy một đợt chốt lời càng tăng cao. Bây giờ vẫn còn cao thực ra mà nói thường sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin non chain với các bạn nhưng mà tình hình cũng giống như hai ngày trước đây và cuối tuần đó thì cũng khá là im lặng các bạn thấy được là trên màn hình đó đây là cái tài liệu liên quan tới cái số lượng bitcoin nạp vào và rút ra và chúng ta đang nhìn vào tài liệu tính theo ngày nghĩa là một thanh này là một ngày đó thì khi mà thường zoom vào các bạn sẽ thấy được là tình hình đó là cho đến ngày năm tây thì chúng ta vẫn thấy là có hơn bitcoin rút ra nhiều hơn là nạp vào nhưng mà các bạn thấy là trên căn bản đó bốn ngày qua thì cái thanh màu xanh này không có cao có nghĩa là những cái động thái liên quan tới nạp vào rút ra trên mạng lưới đó không có nhiều chúng ta có thể nhìn vào tài liệu tính theo giờ đi một thanh này là một giờ thì khi mà tính theo giờ đó thường zoom vào để chúng ta lấy cái tài liệu mới hơn thì nếu chúng ta tính theo giờ lấy tài liệu mới hơn đó Đi thường xem coi đây là cái tài liệu là chúng ta tính cuối tuần này thôi có nghĩa là chúng ta bắt đầu tính từ ngày 6 tây đến ngày 7 tây đi thì các bạn thì được là cái khoảng này là 6 tây đến 7 tây thì chúng ta sẽ thấy là có cái à, khả năng là chúng ta sẽ kết thúc ngày hôm nay đó là sẽ là một ngày mà có nhiều bitcoin rời khỏi hình nạp vào tại vì cách đây khoảng chừng là 10 tiếng đồng hồ đó có một cái thanh rất là dài và đi cái xu hướng này đi xuống có nghĩa là chúng ta có 9.800 Bitcoin rời khỏi trong khoảng thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ thôi so với lại nạp vào ở trên sàn. Có nghĩa là chúng ta thấy là cuối tuần này tình hình vẫn là kết thúc. Tôi nghĩ là có nhiều Bitcoin rời khỏi hơn là nạp vào nhìn vào tài liệu ở thì hiện tại. Nhưng mà trên căn bản những cái thanh này không có cao ngoại trừ cái thanh mà thường mới gì chia sẻ với các bạn có nghĩa là tình hình cũng rất là im lặng on chain hiện bây giờ không có gì khác so với hai ngày trước và đương nhiên cái xu thế chung thì các bạn cũng có thể là đoán được là xu thế chung của btc là vẫn tiếp tục sẽ rời khỏi uh, sàn hiện bây giờ thì có một số bạn uh, hỏi thuận uh, thuận đã chia sẻ trước đây đó là bây giờ chúng ta có nhiều cái sàn DAX thì uh, có cần phải thông qua cái sàn thông thường để mà chốt lời hay là không hay là bán hay là không thì tài liệu này có còn đáng quan tâm hay không thì thực ra mà nói là các bạn cũng nên hiểu là nếu như các bạn muốn bán mà lấy tiền về ngân hàng nữa thì phải thông qua cái sàn tập trung chứ không phải là không tập trung và có nhiều bạn hỏi thường là bây giờ chúng ta cũng có một số những sàn OTC thì nghĩ như thế nào thì theo thuận biết đó là trên Classno họ cũng đã cố gắng và liên tục cập nhật những cái ví liên quan tới những cái sàn OTC nhưng mà đương nhiên họ không nào là biết hết được nhưng mà bây giờ thường cũng không có nhiều cái thông tin thường đã cố gắng tìm kiếm coi coi là cái thông tin là mọi người đã sử dụng sàn OTC đó cái số lượng là bao nhiêu tại vì trên căn bản sàn OTC là một cái sàn nó gọi là cái sàn nhầm ngoài có nghĩa là các bạn là mua và bán đó là thông qua trung gian thông qua một công ty trung gian và công ty này sẽ kết nối người mua và người bán và họ thỏa thuận cái số lượng mua và bán cho nên thực sự mà nói là cái giao dịch đó nếu như nói là lớn đó, thì cũng có cái giới hạn mà thôi. Chúng ta tiếp tục để mà xem coi là qua tuần tình hình on-chain như thế nào. Nhưng mà các bạn thấy là chúng ta tiếp tục nhìn vào tình hình liên quan tới cái phí funding rate, cái phí qua đêm đó. Thì một số bạn hỏi thuận là cái phí này nếu như các bạn chỉ lưu chữ Bitcoin thì có mất phí hay không? Thì đương nhiên là không. Nếu như các bạn chỉ lưu chữ Bitcoin trong ví của mình hay là các bạn lưu chữ trên cái ví spot của sàn thì sẽ đương nhiên không có bị mất cái phí này. Cái phí này chỉ khi nào mà các bạn sử dụng những cái lệnh như là future option những cái lệnh đòn bẩy mà thôi các bạn giữ lệnh thì các bạn mới phải chịu cái phí này nhưng mà đương nhiên bên nào mà ít thì sẽ không chịu phí chỉ ở bên nào mà có nhiều lệnh mà thôi thì tình hình đó, cái phí funding rate này đó, đây là tính theo ngày thì các bạn thấy là từ ngày 19 tây tháng 10 tới bây giờ đó thì hầu như đã có cái xu hướng là đi hàng ngang có nghĩa là tăng lên à, rồi sau đó đi hàng ngang từ ngày 19 tháng 10 tới bây giờ thì thuận chuyển qua tính theo giờ các bạn thấy rõ hơn thì các bạn được là tình hình đó là cái đường màu xanh này là không còn thấy cái sự tăng trưởng nữa có nghĩa là cái phân rate nó đã coi như nguội lại nhưng mà hiện bây giờ đó chúng ta thấy là cái số lượng lệnh futures vẫn còn rất là nhiều và funding rate bây giờ đó vẫn là con số dương tuy là không dương lắm, 0.0225 nhưng mà cũng có nghĩa là cái xu hướng của một số trader bây giờ là xu hướng nghĩ là sẽ tăng nhiều hơn là giảm xuống và lệnh thì bây giờ rất là cao các bạn thấy được là cái số lệnh bây giờ đó là ngày 5 tây tháng 11 là coi như là ngang hàng với cái thời điểm là ngày 12 tây tháng 4. Ở cái lúc mà chúng ta thấy được giá BTC thời điểm đó cũng lên tới là 62 63 ngàn cũng ở cái mức này thì nhiều người cũng lo lắng khi mà nhìn vào cái số lượng lệnh future này nhưng mà tuy lệnh future tăng funding rate cũng có cái xu hướng là tăng lên nhưng mà chúng ta thấy được là so sánh dài hạn đó thì cái funding rate bây giờ so với lại hồi tháng 2 và tháng 4 thì cái chỉ số funding rate đương nhiên là không cao bằng. Và một điều khác nữa rất là thú vị là thuận để ý đó cái tài liệu liên quan đến coinbase premium gap có nghĩa là tài liệu này cho thấy được là cái giá trên sàn coinbase pro với cái giá trên sàn binance nó khác nhau như thế nào tại sao mọi người lại quan tâm đến sàn coinbase pro tại vì đây là một sàn mà nhiều người cho là đóng vai trò quan trọng để mà giúp đỡ những cái công ty thu mua Bitcoin Chúng ta nói tới những công ty như là MicroStrategy hay là Tesla Thông qua công ty Coinbase Pro để mà thu mua BTC Thì đương nhiên người nói đó đó là cái dấu hiệu là Đây là một sàn mà có nhiều những cái tổ chức đầu tư thu mua Và mỗi lần mà cái đường màu xanh này tăng lên đó, Như là các bạn thấy được là chỉ số cao nhất là ngày năm tây đó Thì đã tăng lên tới là 68,7 Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là bây giờ đó Tới ngày năm tây và thực ra đã tăng lên liên tục từ ngày 20 tháng 10 cho đến ngày năm tây thì có nghĩa là trong cái thời gian này đó là cái giá trên sàn Coinbase Pro cao hơn là cái giá trên sàn của Binance và đây có nghĩa là cái lực mua liên quan với sàn Coinbase Pro có nghĩa là những tổ chức đầu tư đó có thể là đang tăng lên trong thời điểm này đương nhiên không có cao bằng những thời điểm như là các bạn thấy được là chúng ta trở về hồi tháng 1 của năm nay cái chỉ số này lên tới 169 nhưng mà nhiều người cũng đã nhận ra được là chúng ta thấy là có một cái xu hướng tăng trưởng cho cái đường màu xanh này cũng là một trong những cái dấu hiệu sớm báo là chúng ta có thể đang thấy một cái lực mua đến từ sàn Coinbase Pro có nghĩa là có một ai đó có thể là đang thu Bitcoin nhiều ở trên sàn Coinbase Pro dẫn đến là cái giá trên sàn Coinbase Pro tăng cao hơn là sàn Binance Tại vì sàn Binance thì người cho là một sàn mà có nhiều những cái người đầu tư thông thường như là thường mời các bạn sử dụng hơn Chúng ta chuyển qua nói tới Ethereum đi cái bạn được là Ethereum đó thì tinh hình là ngày 4 nhà năm tây đó thì vẫn là dấu hiệu là có nhiều ether rời khỏi hơn nạp vào. Thông mùa zoom vào để chúng ta xem thông tin mới nhất của cuối tuần này đó thì các bạn thấy là phần lớn những cái thanh này để tính theo giờ thì phần lớn các bạn đã thấy được là cuối tuần này đó rất nhiều và rất nhiều những cái thanh là cái xu hướng là chỉ xuống có nghĩa là chúng ta tiếp tục thấy rõ hơn là Ethereum đó rời khỏi sàn nhiều hơn nạp vào. Và đây cũng là tình hình mà chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều rồi. Các bạn thấy được là cái xu hướng đường màu xanh này của Ethereum thì rõ ràng hơn là càng ngày càng ít Ethereum trên sàn hơn. Thì nói tóm lại đó tình hình on-chain cho chúng ta thấy được là trong cuối tuần qua đó chúng ta thấy là cái sự dao động on-chain cũng không có nhiều. Tình hình cũng giống như là 2-3 ngày trước đây thường đã chia sẻ với các bạn là cũng không thấy nhiều cái động thái nạp vào rút ra. Nhưng mà cái xu hướng chung đó thì vẫn là Ethereum và Bitcoin rời khỏi những cái sàn giao dịch và chúng ta vẫn tiếp tục thấy là còn nhiều lệnh futures và cái số lượng người có lời vẫn còn đang cao khi mà nói tới btc thì dấu hiệu on chain thường cảm thấy vẫn là ổn Chỉ là cái sự mà chúng ta thấy lúc nào cũng phải có một cái sự tâm lý chuẩn bị Đó chính là nhiều lệnh future quá mà nhiều người có lời Thì lúc nào chúng ta cũng có thể là có một cái đợt điều chỉnh đi xuống đương nhiên chúng ta có thể tiếp tục thấy giá cả tăng một thời gian trước khi điều đó xảy ra Nhưng mà thường thì muốn cung cấp thông tin này để các bạn à, Nào mà nếu như mà thấy chúng ta có một cái đợt điều chỉnh á, Thì cũng không gì gọi là quá lạ ở thị hiện bây giờ Tại vì chúng ta thấy là tình hình là như vậy